Hồ Chí Minh sinh ngày 19 tháng 5 năm 1890 trong một gia đình nhà nho, nguồn gốc nông dân ở làng Hoàng Trù, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, nơi có truyền thống đấu tranh kiên cường chống ách thống trị của thực dân phong kiến. Hoàn cảnh xã hội và sự giáo dục của gia đình đã ảnh hưởng sâu sắc đến người ngay từ thời niên thiếu. Với tinh thần yêu nước nồng nàn, thương dân sâu sắc, sự nhạy bén về chính trị, người đã bắt đầu suy nghĩ về những nguyên nhân thành bại của các phong trào yêu nước lúc bấy giờ và quyết tâm ra đi tìm con đường để cứu dân cứu nước. Tháng 6 năm 1911, người ra đi nước ngoài. Suốt 30 năm hoạt động, người đã đi đến nước Pháp và nhiều nước châu Âu, châu Á, châu Phi, châu Mỹ. Người hòa mình với những phong trào của công nhân và nhân dân các dân tộc thuộc địa, vừa lao động kiếm sống, vừa học tập hoạt động cách mạng và nghiên cứu các học thuyết cách mạng. Năm 1917, thắng lợi của cách mạng tháng 10 Nga và sự ra đời của quốc tế cộng sản đã đưa người đến với chủ nghĩa Mác Lênin. Từ đây, người đã nhận rõ đó là con đường duy nhất đúng đắn để giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp. Năm 1919, người gia nhập Đảng Xã hội Pháp và hoạt động trong phong trào công nhân Pháp. Tháng 6 năm 1919, thay mặt Hội những người Việt Nam yêu nước tại Pháp, người gửi bản yêu sách của nhân dân An Nam, yêu cầu chính phủ Pháp thừa nhận các quyền tự do và quyền bình đẳng của dân tộc Việt Nam. Tháng 12 năm 1920, tại đại hội lần thứ 18 của Đảng Xã hội Pháp, người bỏ phiếu tán thành gia nhập quốc tế cộng sản và tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp. Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt quan trọng cho cuộc đời hoạt động cách mạng của người, từ chủ nghĩa yêu nước chân chính đến chủ nghĩa cộng sản. Năm 1921 tại Pháp, người tham gia thành lập Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa nhằm tuyên truyền cách mạng trong nhân dân các nước thuộc địa. Người viết nhiều bài đăng trên các báo Người cùng khổ, Đời sống thợ thuyền, vân vân. Đặc biệt, người viết tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp, lên án mạnh mẽ chế độ thực dân, thức tỉnh lòng yêu nước của nhân dân các nước thuộc địa. Tất cả các bài viết của người đều được bí mật chuyển về nước và lưu truyền trong mọi tầng lớp nhân dân. Ngày 30 tháng 6 năm 1923, người đến Liên Xô và bắt đầu một thời kỳ hoạt động, học tập và nghiên cứu về chủ nghĩa Mác Lênin, về chế độ xã hội chủ nghĩa ngay trên đất nước Lênin vĩ đại. Tại đại hội lần thứ nhất quốc tế nông dân vào tháng 10 năm 1923, người được bầu vào đoàn chủ tịch quốc tế nông dân. Năm 1924, người dự đại hội lần thứ 5 của quốc tế cộng sản và được cử làm cán bộ ban phương đông của quốc tế cộng sản, đồng thời là ủy viên đoàn chủ tịch quốc tế nông dân. Nguyễn Ái Quốc được theo dõi và chỉ đạo phong trào cách mạng ở một số nước châu Á. Năm 1925 tại Quảng Châu, Trung Quốc, người tham gia thành lập Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức Á Đông, sáng lập tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, ra báo Thanh niên để truyền bá chủ nghĩa Mác Lênin về trong nước, đồng thời mở lớp đào tạo cán bộ cho cách mạng Việt Nam. Ngày 3 tháng 2 năm 1930 tại Cửu Long, Hồng Kông, người triệu tập hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản trong nước, thống nhất thành Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ năm 1930 đến năm 1940, người tham gia công tác của quốc tế cộng sản ở nước ngoài, đồng thời theo dõi sát phong trào cách mạng trong nước và có những chỉ đạo đúng đắn cho Ban chấp hành Trung ương Đảng ta. Sau 30 năm hoạt động ở nước ngoài, năm 1941, người về nước, triệu tập hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8, quyết định đường lối đánh Pháp, đuổi Nhật, thành lập mặt trận Việt Minh, gấp rút xây dựng lực lượng vũ trang, đẩy mạnh phong trào đấu tranh cách mạng quần chúng, chuẩn bị tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước. Thực hiện chỉ thị của Hồ Chí Minh ngày 22 tháng 12 năm 1944 tại khu rừng Sam Cao, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập do đồng chí Võ Nguyên Giáp chỉ huy. Tháng 8 năm 1945, người cùng Trung ương Đảng triệu tập hội nghị toàn quốc của Đảng và chủ trì Đại hội Quốc dân ở Tân Trào. Đại hội tán thành chủ trương tổng khởi nghĩa của Đảng và Tổng bộ Việt Minh, cử Hồ Chí Minh làm Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Thay mặt chính phủ lâm thời, người đã phát lệnh tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước. Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn dân tộc Việt Nam đã nhất tề đứng lên tổng khởi nghĩa vũ trang, giành chính quyền về tay nhân dân lao động. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Người tuyên bố trước nhân dân cả nước và nhân dân thế giới quyền độc lập và dân tộc của Việt Nam. Tháng 9 năm 1945, thực dân Pháp cấu kết với đế quốc Mỹ, Anh và lực lượng phản động Quốc dân Đảng Trung Quốc trở lại xâm lược nước ta một lần nữa. Quân đội Pháp mở rộng đánh chiếm miền Nam và lấn dần từng bước kéo quân đánh chiếm miền Bắc, âm mưu tiến tới xóa bỏ nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngày 9 tháng 1 năm 1946, cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa lần đầu tiên trong cả nước.
tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 1, người được bầu làm Chủ tịch Chính phủ Liên hiệp Kháng chiến. Tháng 12 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi toàn quốc kháng chiến, người tiếp tục cùng Trung ương Đảng lãnh đạo toàn dân kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Tháng 7 năm 1954, với thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ, Hiệp định Geneva được ký kết, miền Bắc được giải phóng, miền Nam bị đế quốc Mỹ xâm lược biến thành thuộc địa kiểu mới của chúng. Người cùng với Trung ương Đảng lãnh đạo nhân dân cả nước thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược: cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam. Tháng 9 năm 1960, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 3 của Đảng Lao động Việt Nam, Hồ Chí Minh được bầu làm Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Đảng. Dưới sự lãnh đạo của người, nhân dân ta vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, vừa tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ, bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Ngày 2 tháng 9 năm 1969, mặc dù đã được các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng do tuổi cao sức yếu, người đã từ trần, hưởng thọ 79 tuổi. Cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh là một cuộc đời trong sáng cao đẹp của một người cộng sản vĩ đại, một anh hùng dân tộc kiệt xuất, một chiến sĩ quốc tế lỗi lạc đã đấu tranh không mệt mỏi và hiến dâng cả đời mình cho Tổ quốc, cho nhân dân, vì lý tưởng cộng sản, vì độc lập, tự do của các dân tộc bị áp bức, vì hòa bình và công lý trên thế giới. Năm 1987, tại kỳ họp lần thứ 24, Tổ chức Giáo dục Văn hóa Khoa học của Liên Hợp Quốc UNESCO đã ra nghị quyết tôn vinh Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam và là nhà văn hóa kiệt xuất.